Ô anh ơi, anh đặt cọc cho bên em 200 rồi mà anh không lấy hàng à? Anh lấy được thì lấy giúp em cái gửi đi rồi, bây giờ kể ra gửi về về chả vấn đề, nhưng mà biết rồi, như bây giờ tóm lại là nếu mà anh lấy được thì lấy, mà không lấy thì tùy anh thôi, tại vì anh đặt cọc cho bên em rồi, anh đặt 5 con chuột một đực 4 cái mà, đúng không? Về về gì đây, về chỗ nào, Bắc Giang đây này, ngã tư Tử Thần à? Rồi thế là anh không lấy thì ok, thế thôi để cho anh em thoải mái anh nhé.